Cả quý vị và các bạn đã đến với kênh Thai TV, xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái thông tin rất là nóng, đó chính là đội tuyển Pháp đã nhận một cái thông tin rất là lớn từ Mbappe trước cái thềm đại chiến với lại là Maroc tại bán kết World Cup 2022. Đó chính là cái thông tin thứ nhất mà Thai TV muốn gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn ngày hôm nay. Cái thông tin thứ hai mà Thai TV muốn gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn ngày hôm nay đó chính là đội tuyển Maroc và bên phía nước của họ, Maroc bào chi mua lợi thế rất là lớn, tức là họ đã đưa rất là nhiều cổ động viên từ ở bên Maroc qua Qatar để mà cổ vũ cho trận bán kết gặp đội tuyển Pháp sắp tới nha quý vị. Đây là một cái thông tin rất là sốc. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với cái thông tin đầu tiên. Đó chính là thông tin từ cái chấn thương của Mbappe như thế nào nha quý vị. Trước thềm bán kết cực kỳ quan trọng với lại là đội tuyển Maroc thì đội tuyển Pháp đã bất ngờ nhận một cái tin tức không hề vui từ ngôi sao số 1 của mình. Đó chính là Mbappe. Đội tuyển Pháp đã xuất sắc vượt qua đối thủ cực mạnh là đội tuyển Anh ở trận tứ kết vừa qua. Tuy nhiên, thử thách tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Deschamps còn rất là đáng sợ, đó chính là đối thủ của họ là đội tuyển Maroc khi mà đã vượt qua đội tuyển Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và chính thức có mặt tại bán kết gặp đội tuyển Pháp. Và dù đội tuyển Pháp đang chuẩn bị rất là kỹ lưỡng nhưng tờ The Sun mới đây đã bất ngờ loan tin chẳng lành là nhà đương kim vô địch thế giới, đó chính là đội tuyển Pháp, trước thềm trận bán kết World Cup 2022 tới đây với nhân vật chính là Kylian Mbappe, cụ thể là ngôi sao Paris Saint-Germain được cho là đã mắc phải một cái chấn thương mắt cá như quý vị. Dù bên phía đội tuyển quốc gia Pháp đã giấu, nhưng mà cuối cùng thì cái buổi tập của đội tuyển Pháp vừa qua không qua được cái tai mắt của các phóng viên đang còn tác nghiệp tại Qatar và đã xác nhận là Mbappe không hoàn thành buổi tập. Tiền đạo sinh năm 1998 chỉ khởi động cùng đồng đội trước khi di chuyển ra phía bên ngoài sân. Trường hợp này ngay lập tức đã thổi bùng lên những nghi vấn với một điều việc Mbappe chưa hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá. Với cái việc anh đang là mũi cái tấn công nguy hiểm nhất của đội tuyển Pháp thì huấn luyện viên Deschamps chắc chắn sẽ không hề dễ chịu tí xíu nào khi Mbappe không thể ra sân ngay từ đầu ở trận bán kết với lại là Maroc tới đây. Song song với Mbappe thì đội tuyển Pháp thực sự đang gặp rất là nhiều khó khăn về vấn đề nhân sự. Cụ thể cũng trong cái diễn biến của buổi tập vừa qua thì Varane và Dembele và theo Hernandez là những cầu thủ không thể hoàn tất giáo án của huấn luyện viên Deschamps trong những cái vấn đề về thể lực cũng như là chấn thương khác nhau. Ngoài ra thì trung vệ Upamecano cũng vắng mặt ở buổi tập gần nhất của đội tuyển Pháp. Theo đó, việc cầu thủ thuộc biên chế của Bayern Munich được cho là đang bị sốt và đau họng, thật sự là gặp rất là nhiều vấn đề về nhân sự như quý vị. Trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Maroc sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 15 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Trước đó 24 giờ đồng hồ thì đội tuyển Argentina sẽ tranh tài cùng Croatia để tìm ra chủ nhân đầu tiên với tấm vé vào chơi trận chung kết của World Cup năm nay. World Cup năm 2022. Các trận đấu thuộc bán kết tranh hạng 3 cũng như là chung kết World Cup sẽ được kênh Thai TV cập nhật những cái thông tin cũng như là kết quả diễn biến của cái trận đấu nhanh và chính xác nhất nha quý vị. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem và quý vị và các bạn hãy cùng đăng ký kênh đi là sẽ đón nhận những cái thông tin mới nhất. Và bây giờ thì Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin thứ hai. Đó chính là đội bên phía đất nước Maroc họ bào chi để mua cái lợi thế tại cái trận bán kết với lại đội tuyển Pháp. Dù trận bán kết giữa đội tuyển Pháp và Maroc chưa diễn ra nhưng đại diện đến từ châu Phi đã nắm trước một lợi thế áp đảo so với lại là nhà đương kim vô địch của nước Pháp. Rạng sáng ngày 15 tháng 12, Pháp và Maroc sẽ
có cái màn đấu nhau tại bán kết World Cup 2022. Chỉ một trong hai đội có thể là giành vé vào chơi trận chung kết, trận đấu cuối cùng của kỳ World Cup lần này vào ngày 18 tháng 12 tới. Đội tuyển Pháp chắc chắn là đội được đánh giá cao hơn về cái thực lực cũng như là kinh nghiệm, và hơn hết họ đang là nhà đương kim vô địch của World Cup năm 2018. Tuy nhiên, đội tuyển Maroc cũng không phải dạng vừa khi đã hạ ba ông lớn, đó chính là đội tuyển Bỉ, đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Bồ Đào Nha, để lọt tới có mặt ở cái trận bán kết ngày hôm nay. Và trước thềm cuộc đối đầu lịch sử này thì đội tuyển Maroc đã có sự chuẩn bị rất là đặc biệt để tạo lợi thế riêng cho mình, thậm chí là áp đảo so với lại là đội tuyển Pháp. Cụ thể, theo nhà báo Hani Bekane của Mercato, hãng hàng không Hoàng gia Maroc, tức là cái hãng hàng không đó có ký được cái hiệu là RAM nha quý vị, đã chuẩn bị cho 30 chuyến bay với đường bay thẳng từ Maroc tới Doha, Qatar để đưa cổ động viên tới đây cổ vũ cho đội tuyển Maroc. Đặc biệt, các cổ động viên đăng ký sẽ được trợ giá và bay khứ hồi, chi phí do Liên đoàn bóng đá Maroc chịu trách nhiệm. Giới chức nước này còn hào phóng tới mức là miễn phí 3.500 vé vào sân cho cổ động viên tới cổ vũ cho đội tuyển Maroc tại bán kết. Thật sự là rất là hào phóng nha quý vị. Theo Bekane thì dự kiến sẽ có 45.000 người Maroc đổ bộ sân bay để dự khán trận đấu bán kết, chiếm 75% tổng số sức chứa của sân. Trong khi đó thì ước tính 4.000 người hâm mộ Pháp tới theo dõi đội tuyển Pháp, một tỷ lệ quá áp đảo về cái cổ động viên. Do đó thì không ngạc nhiên nếu ở trận đấu sắp tới các cái khán đài phủ kín các màu cờ đỏ đặc trưng của đội tuyển Maroc, và điều này không chỉ mang tới sự tự tin cho đội tuyển Maroc mà còn áp đảo về cái cầu thủ thứ 13 đối với lại đối thủ, giống như gay như là họ chơi trên sân nhà của họ vậy đó. Đó, nếu như mà một cái con số mà 45.000 như vậy so với lại là vài ngàn của đội tuyển Pháp thì thật sự là một cái con số quá áp đảo nha quý vị. Chính huấn luyện viên Regragui cũng phải thừa nhận rằng chính sự hiện diện của các cổ động viên nhà đã giúp họ có một cái tinh thần chiến đấu và vượt qua đối thủ mạnh. Và ông đã phát biểu như sau: "Tôi thề có Thượng Đế rằng nếu không có các cổ động viên ở đây, chúng tôi đã không thể tiến vào vòng tiếp theo." Đó chính là thuyền trưởng của đội tuyển Maroc chia sẻ sau cái trận đấu hạ màn vòng bảng. Thật sự đây là một cái nguồn động viên rất là lớn đối với đội tuyển Maroc thôi quý vị. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một video gần nhất. Quý vị và các bạn nghe các thông tin hay, bổ ích thì quý vị và các bạn hãy tặng cho Thai TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các bộ hát live stream á, thì hãy liên hệ với Thái TV qua số điện thoại 0939 732 để được 349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thái TV trong thời gian vừa qua nha. Và bây giờ thì Thái TV cũng xin phép giới thiệu đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái loa nghe nhạc rất là nhỏ, mini nhưng mà rất là hay nha quý vị. Giá chỉ có 200 mấy mà thôi, và nó kim luôn, có luôn cái giá đổ điện thoại cũng như là iPad này, đó, máy tính bảng này. Quý vị và các bạn cứ gọi cho Thái TV liên hệ để mà đặt hàng thì Thái TV sẽ giảm cho 20% giá trị sản phẩm nếu như mà đăng ký kênh Thái TV. Và bây giờ xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.